Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Laptop Anh Trọn Đời. Có nhiều người đặt cái câu hỏi là vì sao Dell XPS giá nó lại đắt như thế, quá đắt so với những cái dòng mà laptop thời trang trên thị trường mà chúng ta thường thấy ở các trung tâm hay là các công ty họ bán hàng new 100%. Vì Dell XPS được coi là một cái sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với lại MacBook đến từ hãng Apple, và đây được coi là dòng laptop mà phục vụ cho đối tượng khách hàng là doanh nhân cao cấp nên giá rất là đắt. Khi mà mới xuất xưởng mới 100% thì giá khoảng 40-50, thậm chí là có những chiếc khoảng 70 triệu. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi trải nghiệm thử với những cái đặc điểm và những cái thiết kế hay là cấu hình hiệu năng của nó thì có xứng đáng là một chiếc máy cao cấp nhất ở thị trường hiện nay hay không. Bây giờ chúng ta sẽ đi trải nghiệm thực tế chiếc Dell XPS 9370 với rất là nhiều cái đặc điểm nổi bật, thì chúng ta sẽ đi thực tế xem. Bây giờ chúng ta sẽ đi trải nghiệm thực tế chiếc Dell XPS 13, nghĩa là màn hình 13.3 inch với cái mã nó là 9370. Rất là đẹp nha mọi người. Thiết kế mỏng nhẹ, chiếc máy này nó tầm khoảng hơn 1 kg, 1 kg 100 gram mấy á. Thì đây nè, rất là mỏng. Bên dưới có chữ XPS nè mọi người. Xíu nữa thì mình sẽ cho mọi người xem thực tế cái phần cấu hình. Nếu mà nói về vì sao Dell XPS lại mắc hơn rất nhiều so với những dòng laptop thời trang trên thị trường hay là những dòng laptop khác, tại vì đây được coi là dòng laptop doanh nhân cao cấp, có thể nói là số 1, chưa có đối thủ. Điểm đầu tiên mình sẽ nhóm lại 4 cái đặc điểm mà nó hơn những cái hãng laptop khác hay là những cái mã khác. Đó là chính là đầu tiên là thiết kế rất là mỏng nhẹ và cực kỳ đẹp. Chúng ta thấy bên ngoài là làm bằng mặt A, nghĩa là mặt bên ngoài nè, bằng kim loại, thì bên trong đây được làm bằng cái hợp kim nó gọi là carbon fiber. Thì với cái chất liệu này nó sẽ làm cho chiếc máy nó rất là chắc chắn và giảm đi cái cân nặng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì sẽ tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là ấm áp khi chúng ta xài chiếc máy này. Cái độ tản nhiệt của nó sẽ đỡ hơn so với những chiếc máy vỏ kim loại 100% hun khói. Đặc điểm thứ hai chúng ta sẽ dễ nhìn thấy nhất chính là cái màn hình. Ví dụ như với chiếc máy này, màn hình là 4K UHD với cái độ phân giải nó là 3840x2160, nghĩa là nó là 4K UHD mọi người. Khởi động cho mọi người xem và có cảm ứng rất là thuận tiện, màn hình tràn viền. Thì mọi người cũng sẽ hỏi là với những cái màn hình mà cảm ứng á, thì chúng ta xài nó có dễ bị hư hay không? Thực ra thì nó lệ thuộc rất nhiều vào cái sự bảo quản và mình xài như thế nào. Còn đối với những cái linh kiện hay những cái sản phẩm này đã được bán ở thị trường Việt Nam rất là nhiều, cho nên là chúng ta cũng khá là dễ dàng thay thế. Ví dụ như với chiếc máy này mà chúng ta xài lỡ như có bị hư màn hình hoặc là bể màn hình gì đấy, thì thay nguyên cái cụm màn hình này thì nó tầm khoảng 3-4 triệu. Nếu mà chúng ta chỉ thay màn hình và giữ lại, nghĩa là ví dụ như máy mà nó bị bể thì chúng ta sẽ đi thay cái màn hình và chúng ta giữ lại, nhưng mà nó sẽ mất cái cảm ứng. Thêm một cái đặc điểm nữa là đặc điểm thứ ba, đó chính là đây là một cái minh chứng mà Dell XPS là một cái sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với MacBook, có thể nói là MacBook Pro. Hầu hết là được chuyển sang cổng, không còn giữ cổng USB nữa mà thay C hết. Chúng ta thấy nè, bên trái bên phải đều thay C, cho nên chúng ta phải xài cổng chuyển. Có một cái chức năng là nó hiển thị báo pin, chúng ta thấy không, rất là hiện đại.
Khi mà chúng ta nhấn vào đây thì chúng ta sẽ thấy nó có bốn cái bút bóng đèn nè, năm bóng đèn. Thì được coi như mỗi một cái bóng đèn như vậy thì sẽ là 20% pin đi, cho nó đơn giản. Nói về cổng kết nối này thì mình cũng có nói là vì chiếc máy này hướng đến khách hàng là doanh nhân cao cấp, hướng đến sự bảo mật, hướng đến truyền dữ liệu, nói chung là được tích hợp rất là nhiều công nghệ. Đó lý do mà chúng ta thấy là chuyển thành cổng Type-C, tại vì với cổng Type-C truyền dữ liệu nhanh gấp mấy lần so với cổng USB 3.0. Tuy nhiên với ở Việt Nam mình, hạ tầng cơ sở chưa có theo kịp, cho nên là cũng khá là hạn chế. Ví dụ chúng ta muốn chép dữ liệu, lý do các hãng mà cao cấp họ bỏ đi những cái cổng kết nối cơ bản hiện tại như những cái dòng phổ thông á. Ví dụ như mình đang có cái con HP nè, HP Lightbook dòng rất là cao cấp, thì vẫn còn sử dụng những cái cổng USB này, chúng ta thấy không? Đó, HDMI đồ còn hết. Vì hiện nay tất cả các hãng, kể cả điện thoại, chúng ta cũng thấy là hướng đến người dùng là xài lao, nghĩa là hướng đến bảo mật, nên là khi mà chúng ta cấm chúng ta chép dữ liệu thì nó rất là dễ bị đánh cắp hay là bị virus hay rất là nhiều thứ. Đặc điểm thứ tư là thời lượng pin. Đối với thời lượng pin của Dell XPS thì cũng khá là tốt, nhiều hơn 1-2 giờ so với những dòng khác. Đối với những dòng máy cũ thì không nói, tuy nhiên đó là lý do mà chúng ta đi mua máy, chúng ta nên test cái cục pin cho kỹ. Tại cửa hàng thì mình cũng test pin cũng khá là kỹ, thường những chiếc máy nào thời lượng pin như thế nào mình treo YouTube mình test. Thấy mình giờ mình chép thử một cái phần mềm vào nè để mình test pin, thì chúng ta thấy là mình phải xài một cái cổng chuyển, nên nó cũng hơi bất tiện. Cổng chuyển như thế này nè, mình ghim vô, mình cắm vô cổng Type-C. Chúng ta có thể lên mạng chúng ta mua. Còn đối với mua những cái dòng máy này thì tại cửa hàng sẽ tặng cho khách hàng những cái cổng chuyển. Mình chép một cái phần mềm test pin vô cho mọi người xem, để mình xem được cái dung lượng pin á. Có một cái phần mềm Setup Battery Care, thì cái phần mềm này nó dự đoán gọi là cái phần test pin nó cũng khá là chính xác. Tuy nhiên là có một cái điểm đó là nó không có nhận dạng được pin chết, nghĩa là ví dụ cái cục pin mà nó bị rút tắt á thì nó không phát hiện được. Tuy nhiên là nó sẽ hiển thị được tất cả những cái gọi là cái số lượng pin, thông tin pin mình rất là chi tiết, rất là kỹ. Mọi người nhớ phần mềm mà Battery Care nha, chúng ta có thể lên mạng chúng ta tải về khi mà chúng ta đi mua máy chúng ta kiểm tra. Còn bạn nào không có thì mình có thể mình gửi hướng dẫn cho mọi người. Chúng ta bật lên thì nó cài lên, thì nó nằm ở dưới thanh taskbar nè. Chúng ta vào Detail Information thì chúng ta thấy là Design Capacity, nghĩa là tổng cái dung lượng pin nó là 42.560 mAh, và cái dung lượng còn lại của nó là 40.842 mAh. Ở dưới đây là cái phần rất là quan trọng là phần V-Level. V-Level là độ chai pin, thì nó đã chai pin hết 4% rồi. Cục pin này, máy này mình về mình chưa có test pin, chỉ có test phần cứng thôi. Lần sau mình sẽ tháo ra cho mọi người xem, mình xem sơ qua cái cấu hình, tại vì những cái cấu hình máy này mình đã từng làm cho mọi người trải nghiệm hiệu năng rồi, cho nên là cho mọi người xem cái cấu hình sơ qua thôi. Chiếc máy này được sản xuất năm 2019, tuy nhiên là sử dụng con chip 2018 là 8350, nghĩa là đời thứ 8. Xung nhịp của nó là 1.7, up to nó là, cái thông tin của nó là tới 4.2. Thì trang web mình có để đầy đủ cái thông tin nè, nên là các bạn nào mà cần thì mình sẽ gửi cái thông tin chi tiết, bên dưới nó cũng có đó. Cái phần up to nó tới lên tới 3.6GHz, 4 nhân và 8 luôn. RAM là 16GB, ổ cứng SSD nó là 256. Cái card đồ họa của nó là UHD Graphics 620, thì với cái card này chúng ta xem được video 2K, màn hình 4K UHD Graphics rất là mượt, rất là tiện nè. Mình khởi động cho mọi người xem.
Thì với những chiếc máy mà phân khúc màn hình 13.3 inch là những chiếc máy dành cho doanh nhân cao cấp nên là giá thường rất là đắt. Thì chúng ta thường để ý những chiếc máy 13.3 inch thì thiết kế màn hình lúc nào cũng tràn viền hết, rất là đẹp. Nhỏ xíu luôn. Bạn nào mà cần hỗ trợ hoặc là cần tư vấn chuyên sâu thì gọi vào số hotline để mình hỗ trợ cho mọi người. Vì thời lượng video nó cũng có hạn. Cho mọi người xem lại phần thiết kế một lần nữa, rất là đẹp. Nhỏ gọn các bạn nữ là rất là thích, đặc biệt là các anh chị nào mà có cái gọi là cái ngân sách mà cao á, thường sẽ hướng đến mua những dòng Dell XPS hay là những dòng đối với HP thì có HP Spectre, đối với Lenovo thì nó có Lenovo X1 Carbon chẳng hạn. Đó. Ok, hẹn mọi người những video tiếp theo. Mong là với cái trải nghiệm ngắn vừa rồi thì chúng ta sẽ có thêm nhiều cái thông tin về những cái dòng Dell XPS. Do là những cái video mà mình làm ra thì hướng đến phần trải nghiệm hiệu năng nhiều hơn là những cái phần thiết kế. Vì bên cạnh đó cái thời lượng video nó cũng có hạn, cho nên là nếu mà bạn nào mà cần hỗ trợ chuyên sâu có thể gọi vào số hotline mình có đính trên màn hình. Hơn thế nữa chúng ta có thể ghé trực tiếp cửa hàng để chúng ta trải nghiệm thực tế. Còn đối với những cái phiên bản đến từ hãng Dell, điển hình là dòng Dell XPS này thì thường chúng ta sẽ có hai màu, màu bạc và màu vàng, hay gọi là màu gold đó. Màu trắng, màu bạc thì nó sẽ là silver, nên là mình mua mình xem những cái thông số kỹ thuật cho nó kỹ. Với phân khúc giá hiện tại chiếc máy này thôi, xách tay ở Mỹ về chỉ 16.800, thấy giá rất là tốt. Đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu văn phòng, kể cả chúng ta xài những cái phần mềm về đồ họa 2D hay là giải trí những cái game mà thông dụng thị trường hiện nay, lúc mà chúng ta giải trí cho nó thoải mái. Mọi người nhớ là ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký và bấm vào nút chuông để khi mà mình làm những cái video mới sẽ được thông báo và trải nghiệm nhiều cái video mới hơn nữa. Đến đây thì xin chào và hẹn mọi người những video tiếp theo.